Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mini World Thế Giới Tí Hồng. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với thế giới của Dango Team. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký để ủng hộ cho channel của mình nha. Ngoài ra thì bạn hãy để lại cho mình là hashtag là 800k sub để mình có thể đạt được 800k sub nha. Và nếu như bạn nào muốn kết bạn với mình thì đừng quên kết bạn với số UID đó là 6357786. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái clip mini world tiếp theo nhé các bạn. Yeah. Oh, để xem có ai không. Oh, mình cá. Sao anh đây, chuyện gì? Tới, chuyện gì? Sao? Bây giờ em, anh muốn cho mèo Simmy không? Mèo Simmy nhưng cũng hơi thích một chút á, nhưng mà sao em đang có dự định gì hả? Bây giờ anh hãy theo em sẽ cho Simmy bằng cách này. Chúng mình là sẽ cùng thêm một người nữa sẽ giả thành sao đen và kiểu bắt Simmy vô tù á. Giả sao đen. Hay á, ý kiến hay á. Bây giờ mình đi. Được á. Bây giờ bây giờ anh nghĩ cái thân hình của anh là sao đen không được đâu. Bây giờ là anh phải thay đổi cái skin. Đúng rồi. Là sao đen. Ok. Ok. Được rồi, bây giờ em đi kiếm người khác thêm người đi anh. Ok. Mình đây. Okay. Đâu, anh em mình vô đứng sau gương coi. Đó. Sao mọi người đen vậy? Của em chắc nhìn nó vừa. Xém. Mọi người đợi tôi với mọi người ơi, đợi tôi. Ơi. Cái gì đâu? Mình làm kiểu bây giờ mình phải diễn cho nó đạt luôn hiểu không? Giang hồ mà mình. Khoan ra, mọi người. Đâu? Khang đâu rồi? Lâu dữ ta. Tôi làm được rồi đó. Thay cái bộ đồ. Trời ơi. Sao không thấy cái quần dài đâu? Không sao. Giang hồ là mình là kiểu cho nó sợ không? Giống rồi, đại ca. Hồi nãy là Huy hẹn Simmy lên trên lầu rồi đúng không? Bây giờ là bắt đầu nè. Cầm kiếm ra, mọi người cầm kiếm ra. Ok, go, let's go. Không có kiếm. Sao vậy? Cầm súng hả? Chủ quan cầm này. Ok, đẹp. Rồi, lên lầu. Cầm cái mũ khoa, lên. Các bạn ơi, mình thấy mấy người này cho anh kiểu quá đáng quá. Thôi, chắc là mình sẽ bỏ ý định. Ủa, Khang nói gì vậy? Không có gì, mọi người đi trước, để tôi sửa soạn cái. Kể đi. Chào mọi người các bạn. Bây giờ tôi muốn lấy cô là đây. Ăn cái bánh này trước khi nói. Đúng rồi, hãy ăn đi. Mọi người hãy bình tĩnh và nói chuyện lên nào. Ok, tôi đang bình tĩnh lắm đây. Bây giờ đệ tử của ta hãy ngồi đi đi. Không được rồi mấy bạn. Để ta ngồi kế bên đi. Tôi cảm giác sao? Ok. Cô đã ăn bánh chưa? Rồi, bây giờ tôi mới nói chuyện với cô như thế này này. Bây giờ tôi là lính của thằng Jack VN ấy, là biết thằng Jack. Ok. Lính của cậu Jack VN. Tại sao cậu không hả? Tôi tự nhiên đi. Lính của cậu Jack VN. Nghĩ sao mà kêu ông chủ bằng thằng vậy? Lên của Jack VN. Biết cậu tự Jack VN của chúng tôi không? Không. Có thể kéo cái lưỡi ra được không? Kéo cái lưỡi ra thông vô trong không nói, không nghe cái gì cả. Mình nói như thế này. Đây là cái giọng của tôi nói như thế rồi. Và tôi phải nói như thế này. Bây giờ tôi không lấy về với cô để cô biết tại sao tôi tới đây không? Bây giờ cô thay vì cô lại ở bên Jack yêu mến Jack thì thay vì cô làm đó cô qua bên Kaigon, cô lại ở chung với Kaigon. Tôi không thể chấp nhận được với lại cái chuyện cô đang làm như vậy. Ủa nhưng mà làm sao vậy? Theo dây dành cho quảng cáo, nếu như bạn nào thích chơi Minecraft server thì hãy truy cập vào ngay server
mkmily.net với phiên bản 1.10.2 trở. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể đăng ký nick ở server mkfamily.net. Khi các bạn truy cập vào server mkfamily.net thì các bạn sẽ được xuất hiện lên một với dòng lệnh xin vui lòng đăng ký tài khoản với lệnh là set register. Các bạn ở đây các bạn có thể nhập badge lại. Đó nói chung là badge của các bạn, và bây giờ các bạn sẽ nhập badge là 123456 123456. Sau khi các bạn có mật khẩu bạn vừa đặt không an toàn thì các bạn có thể đặt là A123456 A123456. Đấy, sau khi các bạn gọi là đăng ký thành công thì các bạn đã truy cập vào ngay được trong server. Và khi các bạn thoát ra, các bạn vào lại thì các bạn chỉ việc sử dụng lệnh đó chính là login A123456. Như vậy là các bạn đã có thể truy cập vào server mkfamily.net. Và các bạn có thể lựa menu máy chủ ở đây. Ở đây các bạn có hai chế độ, đó là Skyblock và Tony. Tony vừa mới open và đang đua top rất là kịch liệt đó. Như bạn nào thích hãy truy cập ngay nha. Nhau chuyện bình thường mà. Ủa là ủa nhất mấy người là không hề bình thường. Không có bình thường gì hết cả. Bạn bè ở đâu bình thường mà giúp đỡ nhau mà. Nói chung bây giờ bây giờ con phải đi theo tụi tôi. Không nói nhiều nữa. Nhanh lên. Bình tĩnh. Bình tĩnh thôi thôi. Bình tĩnh. Bây giờ mong cô hợp tác với chúng tôi. Còn hợp tác là tôi sẽ có biện pháp mạnh. Đây. Tôi không nói nhiều. Đây nếu cô hợp tác với tôi, cô sẽ còn sống không sao đâu. Rồi. Bây giờ là có súng đi sau chứ. Để có súng đi sau. Rồi. Bây giờ đầu vàng dắt đi. Không rồi, đầu đen ở sau cầm súng. À cái thằng màu vàng mà mày đi ngu vậy, mày đi cái đường này té sắp mặt thì sao? Bây giờ thì cầm súng. Xin lỗi, cái thằng kia nó hổn thiệt chứ. Lẹ lên để Simi chạy mất bây giờ. Lẹ mình định chạy các bạn ơi, nó chắc một cái gì. Ủa, cô dám chạy gì đâu đó, con nghe hết. Bắt lại. Lẹ lên. Trời ơi, bắt lại. Bây giờ cô hãy đi theo tôi. Từ từ, bây giờ nếu cô muốn sống thì phải đi theo tụi tôi. Đúng rồi. Ủa sao? Mấy người là người của ai? Sao tôi nói chuyện? Tôi đã nói rồi, chúng tôi là người của Chắc VN. Ủa đừng, em coi đã đừng lại ghét thôi mấy người tới nha. Đúng vậy. Tôi không biết, sau khi tôi nghe những cái chuyện mà Jack VN đã nói cho tôi thì tôi thấy Jack VN rất là cảm động. Sau khi tôi nghe được cậu Chắc nói và cậu Chắc trả cho túi tôi mấy chục cột kim cương. Lẹ lên. Nhanh lên. Cậu Chắc trả tụi tôi. Để tôi nói nè, trong tất cả tụi tôi thì tôi là người hiểu chắc nhất và chắc với nó rất là cần sự yêu thương. Trời, dẫn đi đi, nói nhiều quá đi. Mày lúc đầu chắc bảo là ghét tôi mà, thì bây giờ nói vậy là sao? Nó ghét để nó tỏ, cậu ấy ghét rồi cậu ấy. Biết, cô có biết là thương cho roi cho vọt không? Đúng rồi, thương cho roi cho vọt, ghét cho vọt cho bời. Đấy. Bây giờ tôi có hai sự lựa chọn cho cô. Thì nếu phương án thứ nhất là nếu cô không đi với chúng tôi thì tôi sẽ hiểu xảy ra với cô rồi đấy. Và nếu cái trường hợp thứ hai mà nếu cô đi theo tôi thì cô sẽ được sống và cô sẽ không bị gì hết. Ngoài tại sao vậy? Được rồi, tôi đi theo. Rồi. Bây giờ chặt đuôi à? Lấy con chiến mã ra đi. Ê mà ta, trời ơi, làm gì quá vậy, bình thường lắm. Bây giờ cô hãy đi theo tôi nào. Tao chết rồi, trời mưa. Bây giờ đúng ngay tôi chạy. Trời, đi, dẫn đi. Mấy đứa, cho hỏi cái chạy gian nó. Không biết đường thì dẫn đi, đi sau đi. Không biết đường mà cứ đòi đi chứ. Chạy đi. Cái chạy, cái thầy thầy da cái ok cái tôi chỉ làm đúng cái lệnh thôi. Nhảy lên bên này cơ. Tôi có làm chắc đâu cổ đâu. Lại nhảy ồn nào đây. Bên này rồi, chúng ta có thể thả con chocobo ở đây được rồi. Đây
mời cô hãy đi với tôi. Nếu nhanh cô lên. Ở tù thì cô sẽ không chết đâu. Đừng mà, đừng giờ mà. Ở đây, cô chỉ ở đây khoảng 30 ngày thôi. Không... À, 30 ngày, không đùa. Đúng rồi. À, nếu các bạn muốn xin mấy ở bao nhiêu ngày thì mình lần ở dưới nhà mình. Rồi, ok lại. Mọi người bình tĩnh, chúng ta cần muốn nói một cái sự thật này cho Jimmy biết được không? Ok, bây giờ cô hãy nhắm mắt lại đi. Đúng rồi, bây giờ cô hãy quay lên đằng sau mình nhắm mắt lại, tôi sẽ nói một điều bất ngờ. Mình nhắm mắt lại. Rồi. Bây giờ tôi mời cô quay lên lại để tôi xác minh nè. Bây giờ tôi làm gì đây? Tôi quay lên lại hả? Quay lên lại đi. Các người vui cho cô đây. Ê, bây giờ mình bỏ Jimmy đây luôn rồi, mình nhốt Jimmy đây luôn rồi, xong mình về luôn. Đây. Nhốt trong tù thì Tạm biệt cô. Đừng mở cửa, đóng cửa lại đi. Chạy. Tạm biệt cô. Các bạn ơi, thì bây giờ thì mình gọi là mình đang chạy tới cái nhà tù của chính phủ. Đi. Mà mình sẽ gọi là thảo. Mình nghe giọng rất là đi về Huy, đi về chung cư thôi. Không ngờ Jimmy dễ dụ vậy luôn. Mình giả làm băng đảng rồi các bạn ơi. Phải giả danh. Hello bé này, Ủa, sao còn Khang giờ này nó mới tới trời. Ê da, kìa da, để về bị Tào Tháo vượt ở nhà đó nay à, trời, nên đi không được. Không thể tìm được luôn á. Hồi nãy hả, coi như là hù Jimmy, coi như là hả, khóc nức nở luôn. Không thể tìm được, khóc như mưa. Trời ơi, mấy anh hai cho nét quá à, mất công Jimmy về mấy cây on sao. Nó chỉ như vậy thôi, chứ nó hết giận rồi chứ đâu. Thôi, tụi mình đi về chung cư thôi. Để nhốt Jimmy đó đi. Hả? Có gì nhớ thả ra, thấy nó hơi tội nghiệp á. Là, cho cái ngày mai nó thả nó luôn. Ok, bye bye. Ok, bye bye, đến ngày mai bye bye. Mình về chung cư thôi. Cái gì vậy? Mấy người dám cho anh Jimmy đúng không? Có đâu? Gì vậy trời? Em coi sao? Vợ cần trước á. Đâu? Mấy anh quên rồi hả? Em là. Đừng. Bằng chứng đâu? Có súng nè. Bình tĩnh. Trời. Nó. Đó, tao gài đạn nè. Đó, rồi. Tao có bánh mì này. Rồi, hay lắm. Súng bắn nè chứ. Có đùi gì đây? Cái gì đây? Đùi đây. Đùi giò kỳ lạ nè. Mọi người nói ra, ai lập ra kế hoạch này? Anh không nói làng Huy nó rủ đâu. Anh không nói làng Huy nó rủ đâu nha. Huy núp để nó bắt cóc em đi. Trời ơi là chuyện gì? Ôi, mày dám bắt cóc Jimmy đúng không? Tao có bắt cóc đâu. Mày rồi, mày không nói dầu đó. Rồi với MK nè. À, ba người nha. Anh đâu có biết gì đâu, nó rủ anh đi theo anh đi thôi. Không, em ở trong bắt nhãn là từ đầu em đã nghe kế hoạch và mấy anh cho anh lóng mát luôn rồi. Là em rút lưới ngay từ đầu rồi. Em giao bộ em nói em bị Tào Tháo rượt nên để em ở nhà thôi. À, thì ra là thằng Khen nó phản bội mình thôi à. Dịch à, thì ra là như vậy. Bây giờ mấy anh phải chịu, gọi là chịu sự khoan hồng của pháp luật. Giơ tay lên và đi theo em về rồi, đi lên. Bắn bây giờ nè. Giơ tay. Ê, đừng quán. Đi lên. Rồi, chịu hồi đáng cố ra. Đi lên. Để lên, bắn chết con mày bây giờ. Nhanh lên. Rồi, đi liền. Tôi chậm một người ơi, Khang ơi, chậm người ơi. Trời ơi, làm gì đâu, bắt tôi như tôi vậy. Trời ơi, quay lên đây. Tự nhiên. Đi theo nè. Tự nhiên. Ê, có gì hài không? Cảnh sát chưa đi, cảnh sát ở sau, tụi mình đi trước luôn rồi. Đi trước đi, ai mà chạy là tôi bắn ra ra. Chịp luôn kìa. Mệt ca lên đây, em chở cho lên. Rồi.
Quay lên đi, quay lên trên đi, quay lên trên đi rồi chịu thôi. Không thể tin được. Thiệt chứ. Mày coi chừng đó. Ai kêu mấy người cho mà ép bắt nhỏ vô tù luôn. Tôi mà không tới là mấy người nhốt nó đó luôn rồi. Trời ơi, tao cơ thả với bọn. Rõ ràng mày là cơ thả này rồi. Bây giờ tôi là được nắm ban cho quyền lực cảnh sát là mấy người phải ở trong tù 20 năm. Rồi, ở trong tù 20 năm. Cái tội giả viên hồ gây bạo động trong chung cư nè. Rồi, đi vô tù cho lên. Ba người ở trong tù. Không nói nhiều. Ở chung tù không, không. Trời ơi, tù chung thân, quay vô phòng em trước. Quay vô phòng trước, chạy lên. Tao súng ra ngoài, tao bắn chết rồi. Bờ ca ra đây. Bờ ca, anh đi ra đây, bờ ca ra đây. Sao vậy? Ở tù chung thân. À, Huy chung thân hả? Còn anh là 20 năm đúng không? Chết. Chạy đây, bắn ra đây. Tự nhiên bị quay chui vô tù vậy trời. Tôi có làm gì đâu trời. Anh qua đây. Đây, ở vậy vậy tại sao mỗi đứa không ở riêng vậy? Ở tù chung thân ở chung mấy anh lập kế hoạch trốn tù đó sao? Đúng không? Có đâu. Anh ấy ngồi trên đây tu tâm dưỡng tính 20 năm lại sau đó hay ra gặp luôn. Trời ơi. Quay mày coi chừng cái mày, mày là tập bắn hết sợ bây giờ. Ok thì các bạn ơi, mình đã bị bắt vô tù rồi, tại vì cảnh sát bắt vô tù tại vì đã chôn Jimmy dễ dàng gọi là xã hội đen. Thì ok, clip mình cũng chỉ tới đây thôi. Nếu như bạn nào thích clip của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký để ủng hộ cho channel của mình nha. Và đừng quên là ủng hộ các thành viên khác của Dango Team như là Khang Dừa, Jimmy, Vinup và Mr. Vịt nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.